Xin chào các bạn nhé, xin chào các anh chị nhé. Cảm ơn các bạn và các anh chị đã xem cái video của chúng tôi. Thì trong cái video này chúng tôi xin nói về cái cách hay cái tác dụng của cái mật kỳ đà nhé. Trước hết ấy, thì trong những năm vừa rồi ấy, có bán một số cái mật kỳ đà thì có gặp được rất nhiều cái câu hỏi ấy, cũng như cái thắc mắc của các anh chị về cái mật kỳ đà. Thì đây, cái mật kỳ đà tôi đang đưa cho các bác xem nhé. Có những cái mật kỳ đà rất là to như này này, có cái này nó rất bé như này, nó tùy theo từng con đấy các bạn nhé. Có những cái thì nó lại dài dài như này nha. Đấy, rồi tôi đang cầm ba cái ngũ trên tay đây nha. Đấy, có cái thì nó giữa giữa, nó nhỏ một chút nha. Thì tùy theo từng loại con kỳ đà các bạn nhé. Đấy, có những loại thì nó to là đương nhiên là cái con kỳ đà to rồi. Cái loại dài như này là cũng có loại to ấy, nhưng có cái là người ta khi mà người ta làm xong thì người ta treo lên như này, đây thì nó dài hẳn nhá nhé. Còn những cái loại nó nhơ nhỡ như này thì thường thường người ta cũng có cái con kỳ đà to nhỡ đấy, người ta treo lên nhé. Thì con to thì đương nhiên là mặt nó sẽ to, con bé thì đương nhiên là mặt nó sẽ bé nhé. Đấy, thì tùy theo từng loại mà chúng tôi bán cái loại con to hay con bé cho các bác. À, thì đấy, thì thường thì chúng tôi hay dùng thì loại to tôi dùng chất lượng cũng khá tốt, không có thì các bác dùng loại nhỏ này thì chất lượng cũng được, giá thành từng loại nó sẽ khác nhau. Thường thì chúng tôi phân theo trọng lượng nhé, cái loại to này nó thường là trên 2 gram, loại nhỏ này thì nó dưới 2 gram, thực ra loại này khoảng độ 1 gram, dưới 1 gram thôi. Vậy thì trước khi đi vào cái tác dụng cụ thể của cái mật kỳ đà thì nói với các bạn sơ bộ về cái nhận biết của cái mật kỳ đà nhé. Thường ấy thì cái mật kỳ đà này nó nếu mà khi mà các bác ngửi ấy, thì nó có cái mùi hơi hơi hôi, hơi tanh tanh. Đấy, nếm thì nó có vị hơi đắng. Sau đó thì nó sẽ còn ngọt trên cái đầu lưỡi nha. À, còn cái nhận biết rõ hơn nữa về cái mật kỳ đà thì thực tế là các bác phải dùng chính xác. Ví dụ như những người mà bị hen suyễn, viêm phế quản co thắt, những người bị thực tế thì các bác phải dùng thì mới rõ nhé. Những người bị viêm phế quản này, hen suyễn này, và khi mấy quản co thắt thì dùng cái mật kỳ đà này rất là tốt các bác nhé. Đã. Ừ, xin nói với các bác là cái mật kỳ đà này thì nó có tác dụng rất tốt đối với cái việc chữa cái viêm phế quản, hen suyễn, khó thở, đấy, và bị viêm phổi nhé các bác nhé. Thông thường thì đối với những bệnh nhân mà bị viêm phế quản co thắt này, viêm phổi này, rồi hen suyễn nói chung thì thường tôi dùng từ 2 đến 3 chiếc mật này là thấy tác dụng rồi nhé. Thông thường là như thế. Còn có những người thì chỉ cần dùng chiếc nhỏ như này thôi là đã có tác dụng nhé. Còn có những người thì dùng 2 đến 3 chiếc là bắt đầu là có thấy có tác dụng. Mỗi người mỗi một cơ địa khác nhau, cho nên là cái mật kỳ đà này cũng vậy nhé. Không phải ai dùng cũng giống ai. Có những người đặc biệt có một số cái trường hợp ấy, thì khi dùng cái mật kỳ đà này là không hợp. Đấy, không hợp cho nên không thể dùng được, nó rơi vào cái phần trăm rất là thấp, đặc biệt là những người mà khi dùng mật kỳ đà này mà thấy rất là mệt mỏi thì thường là gần như là không thể dùng được cái mật kỳ đà này. Đấy, thì cái đấy là cái lượng rất ít thôi, còn đa phần là mật kỳ đà này dùng rất là tốt. Cuối cái video này thì chúng tôi sẽ chèn lại một số cái hình ảnh và một số cái đoạn nói chuyện nhé, để các bác biết rằng có một số người dùng cái mật kỳ đà này có cái tác dụng rất là tốt, đã phản hồi lại. Còn thông thường thì các bác cứ dùng 2 chiếc này, tầm 2 chiếc. Đó, các bác dùng mà thấy đỡ thì các bác dùng tiếp, như vậy nó sẽ chắc chắn và đỡ và tiết kiệm tiền cho các bác nhé. Còn mật kỳ đà thì mỗi nơi bán một giá, các bác nào muốn biết giá thì các bác hãy liên hệ số điện thoại là 0932340345. Đấy, cái số điện thoại này đang sẽ hiện trên màn hình ở góc trên của bác thì các bác đang xem nhé. Rồi, thế còn thì sơ bộ thì về tác dụng của mật kỳ đà thì có rất nhiều cái tác dụng của bác nhé. Đấy, cái mật kỳ đà thì thường ấy là đầu tiên là nói về hen suyễn này, về phế quản này, về phế quản co thắt này, chữa động kinh này, chữa sốt cao co giật này,
rồi dùng cho trẻ táo bón, thậm chí là dùng trẻ biếng ăn này, rồi chữa về huyết áp cao này, rồi chữa về tai biến mạch máu não. Đấy, những tác dụng đấy là những tác dụng chính của cái mật đề nhé. Còn cách dùng thì có rất nhiều cách dùng. Thông thường thì chúng tôi hay tư vấn cho mọi người cách dùng rất là đơn giản, là các bác dùng trực tiếp cái mật này nhé. Cái mật này này, nếu mà các bác lấy về khi mà các bác nhận về nó hơi cứng ấy, cứng quá nhé, thì các bác nhúng vào trong cốc nước hơi ấm ấm khoảng 2 phút, nhúng vào cốc nước hơi ấm 2 phút, xong các bác vớt ra, các bác treo như này khoảng 2 đến 3 tiếng thì cái mật nó xào và nó mềm dẻo như này. Thế còn nếu mà cái mật mà các bác xào mà nó dẻo rồi thì các bác lấy kéo cắt luôn là được nhé. Đấy, mật nó dẻo rồi nhé, thì bác lấy kéo này, bác cắt ra. Đấy, thì tùy theo từng lứa tuổi, thường là chúng tôi phân chia theo hạt gạo, bé nhất thì dùng 1 hạt gạo nhé, còn lớn hơn thì sẽ dùng 2 hạt gạo, hoặc là có thể dùng 1 hạt thóc, hoặc là dùng 1 hạt đỗ xanh nhé. Ví dụ như là trẻ nhỏ thì dùng mỗi bữa 1 hạt gạo, ngày dùng 2 lần nhé. Lớn hơn một chút thì có thể dùng bằng 1 hạt cơm, ngày dùng 2 lần. Rồi người lớn thì có thể dùng bằng 1 hạt thóc, ngày cũng dùng 2 lần, sáng tối sau khi ăn là tốt nhất. Còn những người mà ví dụ như là bị nặng hơn thì có thể dùng tới ngày khoảng 3 lần nhé. Nhưng các bác chú ý là nếu mà có dùng lượng nó quá nhiều thì thấy người nó sẽ mệt mệt thì có nên giảm liều xuống và nên dùng ít đi nha. Cái mật kỳ đà rất tốt cho việc chữa bệnh hen suyễn, chữa viêm phế quản co thắt, viêm phổi, một số trường hợp huyết áp cao dùng cũng rất tốt, rồi một số cái trường hợp mà tai biến mạch máu não dùng cũng rất tốt, một số cái trường hợp như động kinh thì dùng cũng khá được. Nhưng cái động kinh thì chúng tôi không đánh giá cao cái mật kỳ đà này. Thông thường cái mật cái động kinh ấy thì nhiều người dùng là giảm, và một số người dùng thì khỏe hẳn, nhưng cũng một số người dùng thì không đỡ. Thì cái động kinh thì hơi khó chữa một chút. Riêng về cái động kinh ấy thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0932 340 145 để chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác về cái bệnh động kinh nhé. Ngoài cái bệnh động kinh và ngoài cái bệnh hen suyễn ra thì giới thiệu thêm các bác là trên cái trang của chúng tôi hiện nay đã đề cập tới một số cái bệnh như là bệnh trĩ này, rồi viêm đại tràng này, bệnh polyp đại tràng, rồi những cái bệnh mà nó liên quan về vấn đề rối loạn thần kinh thực vật, ví dụ như là vấn đề về sốt hoặc lúc nóng lúc lạnh. Đấy, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0932 340 145, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác và các bác có thể lấy thuốc gia truyền ở chỗ chúng tôi hay không là tùy vào các bác nhé. Rồi, chuẩn bị sang năm mới thì cũng chúc các bác và các anh chị một năm mới sức khỏe nhé. Rồi cũng mong rằng các anh chị và các bác nào mà lấy một kỳ đà của chúng tôi thì cũng mong các anh chị là nhanh khỏi bệnh nhé. Và các anh chị muốn tư vấn bất kỳ một bệnh gì thì các anh chị cứ liên hệ qua số 0932 340 145. Các anh chị có thể nhắn tin qua Zalo nhé. Rồi, cuối video thì chúng tôi sẽ tràn vào một số cái đoạn hội thoại, một số cái hình ảnh để nói về các bác từng cái sử dụng cái mật kỳ đà này là khỏi nhé. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé.